Luca chương 6. Nhằm ngày Sa-bát, Đức Chúa Giê-xu đi qua giữa đồng lúa mì. Môn đồ bứt bông lúa, lấy tay vò đi mà ăn. Có mấy người Pha-ri-si nói rằng: Sao các ngươi làm điều không nên làm trong ngày Sa-bát? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Vậy các ngươi chưa đọc chuyện vua David làm trong khi vua cùng kẻ đi theo bị đói sao? Thế nào vua vào đền Đức Chúa Trời, lấy bánh bày ra mà ăn, và cho kẻ đi theo ăn nữa? Dầu là bánh chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. Ngài lại phán rằng: Con người cũng là Chúa ngày Sa-bát. Một ngày Sa-bát khác, Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội dạy dỗ. Tại đó, có một người bàn tay hữu bị teo. Vả, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si chăm chỉ xem Ngài, coi thử Ngài có chữa bệnh trong ngày Sa-bát chăng, để tìm dịp mà cáo Ngài. Nhưng Ngài biết ý tưởng họ, nên phán cùng người teo tay rằng: Hãy chờ dậy, đứng giữa chúng ta. Người ấy chờ dậy và đứng lên. Đức Chúa Giê-xu liền phán cùng họ rằng: Ta hỏi các ngươi, trong ngày Sa-bát, nên làm điều lành hay là làm điều dữ? Nên cứu người hay là giết người? Đoạn, Ngài lấy mắt liếc khắp mọi người xung quanh mình, rồi phán cùng người bệnh rằng: Hãy giơ tay ra. Người giơ ra thì tay được lành. Nhưng họ giận lắm, bèn bàn cùng nhau về việc mình có thể xử với Đức Chúa Giê-xu cách nào. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đe con của Gia-cơ và Giu-đa Ích-ca-ri-ốt là kẻ phản Ngài. Kế đó, Ngài cùng môn đồ xuống, dừng lại nơi đồng bằng. Ở đó có nhiều môn đồ Ngài cùng đoàn dân rất đông từ khắp xứ Giu-đê, thành Giê-ru-sa-lem và miền biển Ti-rơ, Si-đôn mà đến để nghe Ngài dạy và cho được chữa lành bệnh mình. Những kẻ mắc tà ma khuấy hại cũng đều được lành. Cả đoàn dân đến kiếm cách rờ Ngài, vì từ Ngài có quyền phép ra chữa lành hết mọi người. Đức Chúa Giê-xu bèn ngước mắt ngó môn đồ mà phán rằng: Phước cho các ngươi nghèo khó, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi. Phước cho các ngươi hiện đương đói, vì sẽ được no đủ. Phước cho các ngươi hiện đương khóc lóc, vì sẽ được vui mừng. Phước cho các ngươi khi vì cớ con người thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi, bỏ tên các ngươi như đồ ô uế. Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. Bởi tổ phụ họ cũng đối đãi các đấng tiên tri dường ấy. Song khốn cho các ngươi là người giàu có, vì đã được sự yên ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương no, vì sẽ đói. Khốn cho các ngươi là kẻ hiện đương cười, vì sẽ để tang và khóc lóc. Khốn cho các ngươi khi mọi người sẽ khen các ngươi, vì tổ phụ họ cũng xử với các tiên tri giả như vậy. Nhưng ta phán cùng các ngươi là người nghe ta: hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Ai vả ngươi má bên này, hãy đưa luôn má bên kia cho họ. Còn nếu ai giựt áo ngoài của ngươi, thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hễ ai xin hãy cho, và nếu có ai đoạt lấy của các ngươi thì đừng đòi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thế nào, hãy làm cho người ta thể ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình, thì có ơn chi? Người có tội cũng yêu kẻ yêu mình. Nếu các ngươi làm ơn cho kẻ làm ơn mình, thì có ơn chi? Người có tội cũng làm như vậy. Nếu các ngươi cho ai mượn mà mong họ trả, thì có ơn chi? Người có tội cũng cho người có tội mượn, để được thâu lại y số. Song các ngươi hãy yêu kẻ thù mình, hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng. Vậy phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con của đấng rất cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ. Hãy thương xót như cha các ngươi hay thương xót. Đừng đoán xét ai thì các ngươi khỏi bị đoán xét. Đừng lên án ai thì các ngươi khỏi bị lên án. Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình. Hãy cho, người sẽ cho mình.
họ sẽ lấy đấu lớn, nhận, lắc cho đầy tràn mà nộp trong lòng các ngươi. Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy. Ngài cũng phán cùng họ một thí dụ rằng, kẻ mù có thể dắt kẻ mù được chăng? Cả hai há chẳng cùng té xuống hố sao? Môn đồ không hơn thầy, nhưng hễ môn đồ được trọn vẹn thì sẽ bằng thầy mình. Sao ngươi nhìn thấy cái rác trong mắt anh em mình mà không thấy cây đà trong mắt ngươi? Sao ngươi nói được với anh em rằng, anh ơi, để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra, còn ngươi thì không thấy cây đà trong mắt mình? Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cây đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Cây sanh trái xấu không phải là cây tốt, cây sanh trái tốt không phải là cây xấu, vì hễ xem trái thì biết cây. Người ta không hái được trái vả nơi bụi gai, hay là hái trái nho nơi chòm kinh cước. Người lành bởi lòng chứa điều thiện mà phát ra điều thiện, kẻ dữ bởi lòng chứa điều ác mà phát ra điều ác, vì do sự đầy dẫy trong lòng mà miệng nói ra. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta, nghe lời ta và làm theo thì giống ai. Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà, đào đất cho sâu, xây nền trên vần đá. Nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, nhưng không xô động được, vì đã cất chắc chắn. Song kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo, thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó, tức thì nhà sụp xuống, và sự hư hại lớn lao.